bus. Không đi xa một mình. Chơi trò chơi và nhận những phần quà hấp dẫn. Rất nhiều phần quà đang chờ bạn đến mang về. Đó là đồ chơi yêu thích của mình. Mình sẽ chơi thử. Bắt đầu rồi à? Xoay nào. Hoàn hảo. Không thể tin được. Chúc mừng, bạn đã chiến thắng một giải thưởng. Wow, thật là tuyệt. Giờ hãy đi theo mũi tên này đến nơi nhận thưởng. Đi nào. Đường đây. Mình đang đi đâu thế này? Là mặt thường của mình. Lại một đứa trẻ nữa bị mình lừa. Gì cơ? Lại có một đứa trẻ bị mất tích sao? Đây là đứa trẻ thứ ba rồi. Thật tệ. Có đầu mối mới. Tất cả những đứa trẻ mất tích đều đã từng chơi trò chơi này. Chắc chắn trò chơi này có vấn đề. Chúng ta phải mau chóng đi kiểm tra. Chơi trò chơi và nhận những phần quà hấp dẫn. Rất nhiều phần quà đang chờ bạn đến mang về. Để tôi thử xem. Bắt đầu. Không, tôi không thể theo kịp nó. Để tôi thử xem. Nó càng ngày càng nhanh. Tôi không theo kịp được. Cẩn thận, để tôi làm nốt cho. Hoàn hảo. Như vậy cũng được sao? Chúc mừng bạn, bạn đã phá kỷ lục của chúng tôi. Hãy đi theo hướng mũi tên để nhận phần thưởng đặc biệt nhé. Đi nào, nhanh lên đi. Rồi đó. Quá dễ dàng để giành được một phần thưởng lớn như vậy. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Tôi có ý này. Dobby, đi nào. Hướng này. Sao trao giải thưởng lại phải đi đến một nơi xa vắng như thế này nhỉ? Một con mồi nữa đang tới. Ở đây chẳng có ai cả. Có ai đó cố tình dẫn dắt bọn trẻ đến nơi xa và vắng người để nhận phần thưởng từ trò chơi đó. Kẻ đó chắc chắn chỉ ở gần đây thôi. Hãy cẩn thận. Wow, có thật là nhiều quà. Cứu. Đi với cô nào. Ta chờ ngươi nãy giờ rồi đấy. Hả? Là cảnh sát ư? Ngươi chính là kẻ đã bắt cóc trẻ con gần đây. Ngươi đã bị bắt. Hả? Bắt ta đi xem nào. Cô ta đi đâu mất rồi? Các ngươi sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Đứng lại. Ngươi không chạy được đâu. Thấy chưa?
Nhận lấy đây. Hồi quá. Có vẻ bom thối này dùng tốt đấy. Thưởng thức xem đi. Đúng là dùng rất tốt. Bắt lấy. Tối quá. Những đứa trẻ mất tích đều ở đây cả. Các cháu đã an toàn rồi. Đừng bao giờ đi một mình đến những nơi xa vắng nữa nhé. Bọn cháu không dám nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được đi đến nơi xa vắng một mình. Có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng ở những nơi như thế. Và bởi vì ở nơi đó rất vắng người, nên nếu như người xấu có ý muốn hãm hại bạn, rất khó để các bạn có thể được giúp đỡ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Ông ơi, đừng đốt tôi. Ngon quá đi mất. Mình sẽ lấy hết mật ong ở chỗ này. Chạy xa tôi sao? Thật là đáng sợ quá. Lũ ong này ở đâu mà ra vậy? Có phải lũ ong mình nuôi không? Có chuyện gì thế này? Tôi đã bị ăn trộm rồi. Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có một tên trộm đột nhập vào trang trại ong của tôi. Giúp tôi với. Gì cơ? Tôi sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả mật ong của tôi đều bị trộm mất rồi. Giúp tôi, giúp tôi. Dobby, chúng ta hãy mau điều tra hiện trường ngay. Hàng rào đã bị phá hỏng, có mật ong rơi ở dưới đất. Chúng ta một lần theo dấu vết của mật ong. Dấu vết dừng lại ở đây. Cái gì kia? Đây là một miếng của tổ ong. Vẫn còn vết mật ong ở trên. Tên trộm đó chắc chắn ở gần đây. Đàn kiến đang đến từ đằng kia. Lối này. Đàn ong. Đừng đuổi theo nữa mà. Cứu cháu ơi. Nhanh nào, chúng ta phải mau chóng bảo vệ mọi người. Cháu đừng cố gắng đánh đuổi đàn ong. Như vậy sẽ càng làm chúng tức giận hơn đấy. Dobby. Hả? Hãy mau trốn vào trong nhà. Nhìn số ong kia đi. Làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đây? Pavilion, chúng tôi bị ong bao vây. Chúng tôi cần sự trợ giúp. Đã rõ. Pavilion luôn có cách. Wow. Tân
Tên trộm chắc chắn đang ở gần đây thôi. Chúng ta mau đuổi theo đàn ông. Ở đây. Quan trang nhỏ bé, nhớ thu thập hết ông nhé. Vâng vâng. Nhìn số mặt ong này đi, ngon quá đi mất. Ai thế nhở? Cảnh sát trưởng Labrado. Mình chạy thôi. Đứng lại đó. Dừng lại, nguy hiểm lắm. Đừng có mà hỏng lừa ta. Có rất nhiều ong bên trong bụng của con chân nhỏ bé. Đau quá. Đau quá. Tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn bắt gặp ong trên đường, đừng cố gắng đuổi chúng đi, mà hãy nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó. Nếu các bạn bị ong đốt, cố gắng đừng gãi vết thương, mà hãy nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Hả? Kem ngon, kem ngon. Được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Vâng. Là tàu hỏa nhỏ. Chúng ta mau đến đó xem đi. Wow. Các con đâu rồi? Các con ơi! Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray rồi biến mất. Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Cứu cháu với. Cứu cháu với. Hãy xem đây. Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Cẩn thận đấy. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Thật là một ngày tồi tệ.
Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào Dobby. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Của người lớn. Wow, wow, mình sẽ đến bữa tiệc hóa trang. Wow, trang điểm thôi. Ê, bánh ngon quá. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, trong lúc đợi thỏ con, chúng cháu nhìn thấy con quái vật mặt đỏ. Quái vật đã bắt thỏ con đi rồi phải không ạ? Đáng sợ quá đi. Sao cơ? Dobby, hãy đi xem sao nào. Ngứa quá đi mất. Kính tớ đâu nhỉ? Ơi, kính đâu mất rồi? Ôi trời ơi, quái vật. Chúng tớ giống quái vật thật á? Quái vật. Ở đằng kia, đi nào. Một cây son, một bảng trang điểm. Đường này. Sao mà mình ngứa thế không biết? Lại còn đau nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, đó là con
thôi. Tai dài, môi đỏ, cây son và bảng trang điểm. Tôi hiểu rồi. Đó là thỏ con. Cô bé chắc bị dị ứng với đồ trang điểm. Thỏ con, Dobby nhảy vào đây. Thỏ con. Thỏ con. Đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đồ trang điểm dành cho người lớn có nhiều thành phần không phù hợp với làn da của trẻ nhỏ đâu. Nếu bạn sử dụng nó, da của bạn sẽ bị đỏ, sưng húp hoặc ngứa. Và nếu ăn nhầm, bạn có thể bị đau bụng hoặc ngộ độc. Vì vậy, bạn không bao giờ được sử dụng đồ trang điểm dành cho người lớn. Và nếu muốn trang điểm, hãy sử dụng sản phẩm dành cho trẻ em. Hãy ghi nhớ điều đó. Đầm lầy nguy hiểm. Ở đó kia kìa. Vui thật đấy. Chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu con mất tích rồi, giúp chúng cháu với. Đừng hoảng sợ các cháu, bọn chú sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng cháu đang đuổi theo những con bướm ở đây, rồi gấu con đột nhiên biến mất, chú ạ. Gì cơ? Đuổi bắt bướm ở đầm lầy? Rất nguy hiểm. Đầm lầy toàn là bùn. Thấy không? Các cháu có thể chìm trong đó nếu không cẩn thận. Ôi không, cậu con sẽ không gặp nguy hiểm phải không chú? Bọn chú sẽ tìm cậu ấy. Các cháu về nhà ngay. Cẩn thận đấy. Vâng ạ. Dobby, cầm lấy này. Nó có thể nguy hiểm, hãy dùng cái này. Gấu con ơi. Chúng ta hãy chia ra tìm. Hãy cẩn thận bước nhảy. An toàn rồi. Gấu con. Gấu con ơi. Cậu bé đâu nhỉ? Gấu con. Tại sao mình lại thấp hơn nhỉ? Mình đang chìm dần vào vũng lầy rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cứu với. Cứu. Dobby, hãy giữ bình tĩnh và đứng yên. Nếu không anh sẽ chìm sâu hơn đấy.
bám vào cây gậy này, tôi sẽ kéo anh ra. Hả? Thật là đáng sợ quá đi. Đây là cái gì? Hả? Là lưới bắt bướm của gấu con. Có vẻ cậu bé đã đi về hướng đó. Nhanh lên nào. Gấu con ơi. Ôi không, đất ở đây mềm quá. Dấu chân của gấu con này, cậu bé chắc hẳn đang ở phía trước. Ở đây an toàn. Lối này. Cứu! Cứu mà ơi. Ở đằng kia. Cứu cháu với. Gấu con. Cảnh sát trưởng Labrado, hãy cứu cháu với. Gấu con, đừng di chuyển, nếu không cháu sẽ lún sâu hơn đấy. Cháu đang làm rất tốt. Bọn chú sẽ đưa cháu ra ngay bây giờ. Dobby, buộc cái dây này quanh eo cậu đi. Cẩn thận. Đừng sợ hãi. Thoát được rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Ôi không, là một lốc xoáy nước. Cẩn thận. Hãy ra khỏi đây thôi. Ôi không, lốc xoáy nước lớn hơn rồi. Cẩn thận. Phải rồi, Dobby, móc cái cây đằng kia bằng côn nhị khúc của cậu đi. Xếp tới đây. Chạy đi. Chúng ta an toàn rồi. Đáng sợ quá, cháu sẽ không bao giờ chơi trong đầm lầy nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đầm lầy rất nguy hiểm, vì vậy đừng đến gần hoặc chơi ở trong đó. Nếu bạn chìm trong đầm lầy, đừng hoảng sợ và đừng vùng vẫy, nếu không bạn sẽ chìm sâu hơn đấy. Cố gắng nằm xuống để bản thân không bị chìm và hét lên để được giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này nhé. Không phá hoại công trình công cộng. Mình cùng đi tìm kho báu nào. Hay yo, hay yo, nó đâu rồi? Hay yo, hay yo, nào nhanh nào. Hả? Một đường ống nước khác à? Anh có chắc là kho báu ở đây không? Tất nhiên. Nhìn bản đồ đi. Kho báu được chôn ở đây cơ mà. Wow. Làm nhanh lên nào. Wow, nó là kho báu. Chúng ta tìm thấy rồi. Ôi không, đó là một đường ống nước khác. Cảnh sát trưởng Labrador. Cẩn thận anh Châu. Hả? Ôi không, mọi người đã gặp nguy hiểm. Papillon, hãy tìm xem nguồn nước đến từ đâu. Dạ. Dobby, hãy làm hàng rào cảnh báo. Mọi người cần phải rời khỏi đây ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi thấy rồi. Hả? Là do đường ống nước ngầm bị vỡ. Tôi đã đóng nguồn nước rồi. Làm tốt lắm.
Cảnh sát trưởng Labrador, anh trai chúng cháu bị nước cuốn đi mất rồi. Gì cơ? Dẫn đường cho chúng ngay. Ở ngay dưới này ạ. Hãy đi xuống xem sao. Đây là cái xẻng chúng cháu dùng để đào kho báu. Đào kho báu sao? Vâng ạ, à, chúng cháu đang đào thì nước bất ngờ tràn vào và cuốn trôi anh cháu đi. Thì ra chính anh em nhà chuột chuối đã làm vỡ ống nước. À, đây là nơi công cộng, các cháu không thể đào hố ở đây. Và đặc biệt là không nên làm vỡ đường ống nước. Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Có một đường hầm ở đây. Các cháu hãy đến nơi an toàn đi. Chuột chuối anh có thể bị cuốn trôi từ đây. Đi nào. Đây là đâu chứ? Sao mà nhiều bọ thế này? Cứu mời. Chuột chuối anh. Tôi nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia. Nó chỉ là bọ thôi. Sao mà nhiều bọ thế này? Chúng sợ tôi nên đi rồi. Tiếng gì thế nhỉ? Chạy đi. Là chuột chuối anh. Đi nào Babylon. Tuân lệnh. Đi lên nào Ruby. Kích hoạt chế độ tăng tốc. Cháu không bao giờ đào hố gần đường ống nước nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đường ống nước là công trình công cộng dành cho mọi người. Nếu chúng bị vỡ, nó sẽ không chỉ lãng phí tài nguyên nước mà còn rất bất lợi cho tất cả mọi người. Thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, hãy đừng làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho các công trình công cộng và luôn bảo vệ chúng thật tốt. Bạn có thể ghi nhớ điều đó không?